Dạ, con chào bố. Ok, thì tao thấy thằng IQ nó vô đây nó vẫn có những cái luận điệu và vẫn có những cái giọng mà đồ má. Tao cũng giống như nãy tao trước khi không quên đó, giới thiệu mới tắm đuôi sạch sẽ chuẩn bị đi làm đó. Thì ra vô tình thì cũng nghe vậy thôi, thì tao nói cho mày nghe. Ở đây thì mình nhắc đi nhắc lại hoài à. Ở đây mình nhắc lại một cái điều này nữa là không ai điên rồ và có những cái sự mà một phá cá nhân mà để mà làm những gì cả, chỉ có một cái động cơ duy nhất là chỉ có cái bàn tay của chúng nó, nhất là cái thằng AQ này, có nghĩa là nó suối bẫy, nó đưa tiền đưa bạc, nó cho chút xíu đi mà ta giống như Trang Như Thơ Quang nói, không ai quay cái điểm khởi đầu và đến cái lúc kết cục cả, chỉ có chụp hình làm dáng rồi làm màu rồi đưa lên để tụi nó chống phá thôi, để cho một cái tiếp tục nữa. Đây là những cái cảnh mà người dân đây đài đứng nói qua đàng hoàng nha, từ từ. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ chiều 30 tháng 9, người dân ở các tỉnh miền Tây tự phát di chuyển trên quốc lộ về quê. Việc người dân ồ ạt về quê gây ùn tắc nhiều tuyến đường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo chung đối với các tỉnh thành phố trong khu vực phía Nam trong việc phối hợp tổ chức đưa đón người dân của mình trở về địa phương một cách kịp thời và an toàn. Thấy chưa? Mà thấy những cái đoàn xe Dạ. tự nhiên ta Đã gửi chưa? công văn tới các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ. Để... Thôi, vậy chút xíu cho tụi mày thấy à. Ý tao muốn nói ra. Ở đây á, có xe nhà nước chuẩn bị sắp đặt để mà đưa người dân đi về nơi an toàn. Và thậm chí xe cá nhân của họ chở một cái xe riêng biệt á, không ai bỏ sót lại cho ai cả. Dạ đúng rồi bố. Thì cớ sao tao hỏi mày, vì cớ sao lôi lôi đi lết hết dẫn con dẫn cái đi cà phật vậy, đi 3.000 cây số giờ đủ ai đi 3.000 cây số vượt Trường Sơn theo thằng AQ nói đủ mắt. Mày nghĩ nó vô lý không? Mày nghĩ nó thấy cái tức cười không? Có thằng khùng điên nào vậy không? Mày nghĩ đi, tao đã nói mèo nãy trong những đàn rồi, mấy chục người đưa tao mới mua 2 cái iPhone, bây giờ tao nói mày nghe, đứa nào mà đi từ đây ra Bắc mà đi 3.000 cây số, 2.000 cây số gì đó, đụng tao cho một cái 2 cặp 1 cặp luôn, iPhone 13 Pro Max màu vàng luôn, đi đi đủ má tào lao xạo, đủ má vừa vừa phải phải thôi, đủ má tào lao. Ở đây tao nói rồi, nãy giờ tao đưa mày rất là nhiều cái video là từ Long An, Bến Lức, Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Thuận, rồi Hà Giang, Bắc Giang. Và hiện giờ tao nói cho mày nghe, hiện giờ tất cả những khu công nghiệp đang hoạt động trở lại và người ta yêu cầu những cái công nhân cũ để về làm, mà nó bỏ mẹ về quê hết ráo rồi. Thì mai mốt á, tao cũng có yêu định, tao cũng có yêu cầu những người nào mà cái nhận người mới không nhận người cũ, vậy là ổng phải phải ngu à, cái đó không phải ngu à, ra đi có trật tự sắp xếp của nhà nước an toàn, có những cái mà cung cấp nước uống thức ăn trên đoạn đường về nhà quá sướng, cái chuyện đó ai không muốn không đủ mấy cái selfie nó đâu con người ta ra vô trong bụi tre bụi rậm mà rủ rủ mấy mang nồi mang son mà rủ mấy nó kêu đi 2-3 ngàn vượt Trường Sơn, vượt Trường Sơn về, mà thấy cái tào lao không, đó là một cái dụng ý rất là xấu xa mà của tụi nó đang đánh phá đất nước mình. Mày thấy tôi không? Nó bươi móc là những chuyện thất thiệt từ xưa giờ thất bại, nó thất bại hoàn toàn rồi. Nó chỉ lợi dụng cái dịch bệnh này thôi. Nhưng mà dịch bệnh đây là nhà nước Việt Nam rất lo đầy đủ. Hồi sáng người ta cho mày coi hình như là 7-8 tỉnh rồi đó. Và tất cả mọi tỉnh đều có xe đưa nước về nhà cả để cho người dân Đúng an rồi toàn. Thế mà nó vẫn rêu rao à, đủ quá tội nghiệp quá gì? Ngu chết ráng chịu chứ trời ơi. Tao nói mày rồi mà, cũng có chữ ngu chết ráng chịu rồi mà qua nó chữ tao tay tôi rồi, tao đâu có biết mẹ đâu. Bữa nay nghe tôi đã báo cáo chữ bốn quá trời kìa, hỏi sợ chữ đúng ra ngu, mà hỏi mày tại xe bốn xe 50-60 chỗ ngồi có máy lạnh lên đó ngồi phè cánh nhặn có đồ ăn nước uống đàng hoàng, về tới nơi tại tại nhà an toàn không đủ là đi bộ mấy ngàn cây số, mà thấy cái chuyện nó vô lý không, nó vô lý đến mức độ là hầu như thằng khùng nó cũng biết nữa, đừng nói cho tao vậy mà nó nói là tin bơ à. Cái đại nàng đủ mấy cái thằng AQ đủ mà đút lót tiền bạc rồi xuống dụng con người ta chứ ai đâu đủ nó chứ ai đủ mà tào lao đủ hết chỗ nói luôn, đủ nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng mà ta phải nói rõ ràng cũng giống như mày nói nãy giờ, muốn về quê anh phải có một cái sự liên hệ tới
nhà nước có nghĩa là anh phải đăng ký tổ dân phố, tôi muốn về Kiên Giang, anh muốn về thì nó sắp xếp, đúng rồi, để người ta lập danh sách, để người ta sắp xếp, để người ta lựa chọn, tôi đưa xe người ta rước chứ, đụng không đụng sắt rách đi à, chuyện tao đâu, chuyện không bao giờ tưởng, không bao giờ mày nghĩ, mày coi mày từ Gò Vấp thôi, mày đi lên thành phố Hồ Chí Minh mày đi bộ đi, tao cho mày cũng tiền nữa, đi nổi không, đủ từ đây về Bắc đủ 3.000 cây số, tàu lao hết rồi đó, chuyện mày nói chuyện tàu lao, xạo đủ má. Nghe nói chuyện rồi thấy ghét rồi. Đủ má chuyện của nó, chuyện là trên trời không à. Mà vậy mà đủ cũng có một số người vì ham tiền. Mày đứng đi, mày với bộ mày điên khúc đi, mày dẫn bộ đoàn thái tử ra, mày đứng $100, rồi thằng kia đó tiền mà nó làm liền cái gì. Rồi quay phim đúng rồi. Lên, bắt đầu đủ mới là chuyên mạng. Đó, những hình ảnh là như vậy đó. Mà đủ bắt cái đầu là nguyên nhân là đầu mưu túc cái gì. Mà cái đó là do thằng IQ mà làm ra. Thành ra đầu đặt cái đầu nó đi đủ má, chỉ trích mẹ tao đủ. Tao ngày hôm qua tao chỉ còn bộ câu một mà nó chửi tư thôi. Bố, con có ý kiến này nè bố. Mai mốt mà IQ nó chửi bố một người già, bố nói vậy là mày là người trẻ. Không, thằng cứ vậy. IQ nó không chửi tao người nhà, mà không biết thằng nào chửi tao, tao nghe nó đứa nào chửi tao không biết. Tao ngủ mẹ rồi, tao đâu có biết đâu. Tao về tao mệt quá, đi làm về mệt quá, cái đồ mà vô trọng thấy bức xúc. Thì bởi vì nó đặt điều đó, đặt điều không tưởng phải không? Đặt điều mà không có lý do, đặt nó than vãn này kia, trời ơi thương dân tôi quá nè, anh có thấy bức xúc. Cảm ơn Bồ Ly. Trời ơi, đủ má, trời, thằng điên nó mới nghe mày á. Đủ tao nghe câu mà đủ má lết, vượt nó nói là vượt Trường Sơn giống như kiểu thời kỳ chiến tranh, tao đủ má là tao nóng máu rồi, đủ, tao để vô tao nói đủ ngu chết chán chịu, thế là nó đè đầu tao nó chửi thôi, đủ má, đủ. Ở quê chơi không đẹp đúng không? Ở quê chơi vậy không được, đúng ra người ta phải bảo vệ khách mời, ông chơi ông đẻ cho dậu đổ bìm leo là ở quê chơi vậy không được. Nhiều có chuyện mà thấy nó không tưởng mà nó vô lý đến mức độ hoàn toàn vô lý. Thế mà ở dưới này cũng có nhiều người đem lên phản biện cho nói ngon cặc gì cái thằng này, không có nói gì chứ á, thằng này là cái đứa chửi thôi. Bởi khi nó đem cái tiêu đề ra mà nó yêu réo là mình biết nó dụng ý gì rồi, nó mất máy là mình biết nó muốn cái gì rồi. Phải dễ mến vậy mới được không? Cũng bị dắt mũi, cũng bị này kia, cũng bị dắt mũi, cũng bị ruộng má. Ờ ha. Cuốn rồi. Tao đâu có khùng cỡ như vậy, ruộng má. Cái level của tụi bay còn non quá. Má, mệt thiệt á. Đúng không? Rõ ràng là tao nói đúng không? Có nghĩa là ở đây là tao dẫn chứng tụi bay rất là rõ ràng. Đã có chỉ thị của nhà nước, có xuống tổ dân phố. Ở thằng Kiên Giang đó còn nói đăng ký đụng mà tào lao. Đúng là bà thằng này cũng là vẫn bựa. Mày muốn về là mày lên cái chỗ mày ở đó, mày đăng ký theo tao tìm hiểu á thì có mỗi công ty lên thẳng rồi lên phường đăng ký đó. Thằng này nó hỏi chỗ đâu cái đăng ký, đúng rồi, mày đâu có quần slip mày ra đủ, mày đăng ký đâu có quần của mày á, đủ mệt quá. Chị dân này nó chuyện dở vậy đủ, mà tào lao đủ má tụi mày, đừng để tao nó trống máu rồi đủ mà chuyện rất ư là bức, chuyện nhiều cái thấy mất ghét. Hết chuyện rồi, đủ má cơm cá canh gà, đủ cây cá cảnh, đủ biển đảo đéo gì đủ má, tụi bay cũng dựng chuyện được. Hết dựng chuyện được, bây giờ tới cái chuyện mà đủ người dân, đủ má người ta đi kéo dùm lên. Thì bây giờ ta nói mày rồi đó, bây giờ ta nói rồi đây, các tỉnh là tỉnh Bình Dương cũng vậy, là ở Đồng Nai cũng vậy nè, rồi ở Bắc Giang cũng vậy nè, ta kêu gọi công dân trở lại làm việc. Ta đang cần, có việc làm rồi, ta đang mở cửa rồi, đủ nó đéo đi, nó về quê à. Mai mốt à, đủ má đang thiếu người Việt, thì nó bắt đầu người Việt. Người những cái công nhân đó đi kiếm người khác thì đương nhiên cái người chỗ cũ là sẽ mất việc bắt đầu là đã nói lại là rêu rao đúng rồi nó lại rêu lại kéo nhau lên lại kéo nhau lên nữa không biết nữa không biết lúc đó nó có đi bộ lên nữa là nó kiếm việc làm bố đủ rồi lúc đó nó kêu đủ nó đâu có ngu đâu có ngu đủ quá đi xe đò nó lên đủ tiếng gì nữa ở lúc đó lại kêu đi bộ má nó mình nói chuyện mà mình còn bật cười à, mình nói chuyện nó nói chuyện mình còn bật cười à. Ê, tao nhắc đi nè, 5 tháng nay rồi chắc không phải là một ngày một bữa thì người ta đâu có chắc đói đâu. Đúng rồi. Thì tao nói mày nãy đó, được người thân của tao là đại lý gạo qua đủ mà một ngày bán 50 tấn, mà bây giờ nó bán lại nó vô nó khi chị mua giùm em, tôi nói dẹp không có mua gì hết á, đủ cho mà tham cố đủ cái gì cũng lãnh bây giờ đủ nhà em nhà nào cũng 100 ký gạo nó lên không ăn không hết rồi nó bọt nó bốc. Ráng mà chịu kìa cha mày đủ không thu mua gì chứ bạch đủ má đi tàu lao thiệt tình á đâu đủ má nó đâu luôn rồi đâu chính quyền không có phương án đủ phương án cũng khỏe phương án gì cũng muốn cha
tạm nói còn phương án sướng vậy, leo lên xe đò ngồi, cái phương tiện cá nhân của mày có một chiếc xe khác lên chở về tới nhà luôn, phương án cái gì nữa, đủ cái nước mà đem mày ra, đủ mà tế sống mà đốt nhang giá mày, đủ má mày chết mẹ mày đi a quy, đủ má không mày có lên đâu tao gặp mày là tao chửi, thay máu mày đi, đủ má thay máu hà mã hay là đủ biết bu gì đi, đủ má mà má mà tao chửi mày nữa. Đúng, mẹ à, quy nó đúng á, à, chính quyền chị đưa chị thiếu đúng một phương án một thôi, thà luôn đúng một phương án một, phương án đu càng, tức là nó mẹ cái gì nó cũng xuyên tạc được, cái gì nó cũng được, cái gì nó cũng ăn được, đồ mẹ đồ thứ không nạn, đồ thứ chó đẻ, đồ mệt quá thôi, được rồi ok, đủ má tao đi chuẩn bị tắm rồi chuẩn bị coi đi làm rồi.